Rồi chào các bạn nha. Bữa giờ lâu lắm rồi mình không có chia sẻ rap bài cho các bạn ha. Hôm nay mình sẽ dùng cái cây đàn mới về nè các bạn. Mình sơn cái màu này nó cũng rất là dễ thương luôn ha. Này mà cam. Cam mà viền đỏ. Đó. Nhìn đẹp lắm á. Cái này nhìn thực tế nó còn đẹp dễ thương hơn nữa. Đây là gỗ hồng đào. Cái này khóa đúc luôn. Cái này 1,7 triệu nha các bạn. Đó, mình còn màu xanh nè, màu đen nữa. Nhiều lắm. Nên mình lấy cây màu cam này. Nhìn dễ thương lắm, mình sẽ chia sẻ rap bài giả từ. Bài cũng không xa lạ gì. Thì mình sẽ để mình hát thôi, mình chạy hợp âm, mình để hợp âm lên trên màn hình nha các bạn. Mình sẽ không dùng cái chữ đi theo luôn đâu, nhìn nó rối lắm. Thì mình đánh theo âm của mình thôi, dành cho mấy bạn mà mới tập chơi đó. Hạn chế là trẻ hợp âm, và mỗi một phân đoạn như vậy thì mình xin các bạn là cho mình phải ngắt ra mình nói vào lời nha, để mình đờn cái bài này, mình đờn hát luôn tuồng thì mình sẽ bị đánh cái bản quyền, mình sẽ không có đăng lên được đâu. Cho nên là phải tạm ngắt ra như vậy thì mình mới đăng lên được nha các bạn. Tuổi đời chân đơn côi góc mòn đai lầu buông, đàn đêm bóng mờ nhạt ngọt hồn lặng tâm tường, đi vào dị vàng thương tình không chung lối, mang nỗi đó các bạn. Đó là đoạn 1 á. Đoạn 1 đó là nó sẽ dừng lại ở cái hợp âm là đô, và qua cái đầu khuôn sau thì mình sẽ đá nó lên là hợp âm cầu nối, đó là qua thằng mi, kết thúc ở cái hợp âm mi để cho nó hay nha các bạn, để tránh tình trạng là mang nó tiết cho nhau là mình giữ đô cho hết khuôn luôn, nó không hay. Qua đầu khuôn là bắt đầu mình sẽ thay hợp âm đô này lên hợp âm mi đó, thì nó mới hay. Rồi bắt đầu vô đoạn 2 mình sẽ vô lại đô tiếp, và nó cũng hợp âm y chang vậy ha, nó khác cũng cuối xíu thôi ha. Rồi mình vô đoạn 2 ha. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, chiều em vẫn mong vừa cho tình thắm môi nồng, đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo chồng. Rồi thì cái phiên khúc thứ hai này á là nó kết thúc là ở hợp âm là la thứ à, nó đá về la. Mà khi nó đá về la thì mình sẽ có nhiều cách để mình lót câu hoặc là lót hợp âm để chuẩn bị mình chầu vô cái điệp khúc này. Thì như hồi nãy mình đờn nó vừa hết cái vì mai bước theo chồng vậy la, thì mình sẽ đá xuống rê à, mình đá xuống rê để mình đưa nó về la lại. Có nghĩa là cái đoạn 2 này mình sẽ dùng rê thứ là hợp âm, gọi là để lót vào để chuẩn bị vô điệp khúc nha các bạn. Đó, làm lại nè ha. Mai bước theo chồng chắc ghê chắc đồ gì là rồi vô luôn. Em sáng ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ,
hôn lên tóc mềm để sau thấm nước tôi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không tròn tôi giá từ đi em ơi. Chắc rê chắc đồ gì là ngắt ra. Rồi bắt đầu cho đoạn đoạn cuối là y chang cho đoạn 2 luôn. Người về lên xe hoa kỷ niệm buông vào hôn và môi tắt hẳn nụ cười dậy cùng bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người ao cái nè. Để phung bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người. Chắc rê chắc đồ gì là mây là à. Các bạn thấy không, thì trong cái bài này á là mình sẽ không có một cái hợp âm nào mình trẻ hết. Cái video của mình đó là mình hướng chủ yếu á là cho mấy anh chị em lớn tuổi từ trong nước cho tới nước ngoài, những người mới làm quen với cây guitar này thì mình sẽ chơi căn bản, không trẻ hợp âm, không cầu kỳ, không có một cái gì gọi là nó để gọi là khó khăn hết. Cho nên á là cái gì nó cũng có cái mục đích riêng. Còn nếu mà đờn mà để mà gọi là mình biểu diễn á, có gọi là cái như là mình thể hiện á, thì mình sẽ không bao giờ mình đờn như vậy đó. Cho nên các bạn nào á, khi mà xem video của mình thì tất nhiên rồi, nó quá là căn bản, nó quá là bình thường, thì cái đó đó chính vì cái bình thường đó, đó. Nhiều người mới chơi guitar người ta rất là cần đó. Còn mà đờn mà dạng đờn, nếu mà đờn thể hiện thì thôi, làm sao mà chỉ được, làm sao mà dạy được. Thì các bạn, đó là những gì mình cần nói từ cái video này, hay là những cái video khác cũng vậy thôi đó. Chia sẻ là chia sẻ, còn cover là cover, còn chơi ở ngoài là khác nữa, mỗi cái nó đều khác hết trơn đó nha các bạn. Rồi thì thôi, hôm nay mình chia sẻ video này nó cũng dễ, đơn giản, ngắn gọn. Các bạn chúc các anh chị em gần xa, trong nước chứ nước ngoài, nếu mà xem được video này thì tập được thì Dũng rất là vui, tích tỉnh chia sẻ thôi. Rồi, cảm ơn các bạn.